Trang bước vào quán, bụng tôi đánh thót một cái, đau và lạnh ngắt. Cô bạn đeo một cái kính to đoành, chắn hết cả khuôn mặt, lại còn kéo cao cổ áo. Nhưng tôi vẫn nhận ra, dù đã 5 năm không gặp, tôi vẫn nhận ra. Tôi định đẩy người khác lên phục vụ, thì phát hiện chỉ có một mình đứng ở quầy. Trang tiến lại gần, và thế tôi phải dùng hết sự can đảm, đông cứng cả biểu cảm của mình và lạnh lùng hỏi. Bạn dùng gì? Cho mình một chocolate nhiều kem. Trang dùng ngón tay chỉ vào menu, ngẩng lên trông thấy tôi thì im bặt. Cô bạn chớp đôi mắt to tròn như hai cái thấu kính, nhìn chăm chăm vào tôi và nói. Quang! Bạn nói gì? Tôi giả ngu. Đừng nói cậu không nhận ra tớ nhé. Trang đây. Tôi vờ đưa ra một chút. Sau đó tôi nói, mình đúng là Quang, nhưng tôi chưa từng gặp bạn trước đây. Chàng nhíu mắt, sau đó nói, tụi mình học chung cấp 1, cậu chuyển nhà đi gấp. Tớ là Trang, nhà giàu nhất lớp đây. Tớ là cái đứa hay dùng thước kẻ đánh cậu đấy. Xin lỗi bạn, mình không nhớ. Trang cau mày nhìn tôi. Sau đó bạn ấy không nói gì. Tôi đưa đồ uống cho Trang, nhận tiền và giả vờ chăm chú rửa mấy cái ly. Thậm chí tôi còn cảm nhận được ánh mắt của Trang di chuyển trên lưng tôi. Uống xong, Trang ra về, không nói một câu. Tôi thở phào. Tối hôm sau, cô bạn lại xuất hiện, nói luyên thuyên khoảng 5 phút về quá khứ của chúng tôi. Tôi tiếp tục phủ nhận mọi thứ. Cô bạn cầm ly nước về chỗ uống, quan sát tôi, rồi ra về. Ngày nào cũng vậy, Trang kiên trì đến khó hiểu. Thậm chí nếu tôi tỏ ra bực bội, bạn ấy cũng chẳng để tâm. Ngày thứ bảy, Trang đứng ở ngay quầy, nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh. Sau đó tôi tiếp tục chối rằng mình không quen bạn ấy. Tôi tránh né bằng cách quay người lại và đi rửa ly. Lúc quay lại, tôi thấy Trang nằm trên sàn, hai tay ôm ngực, mặt tái mét. Tôi hoảng đến mức đánh rơi cả cái ly, chẳng kịp nghĩ gì nữa mà chạy đến chỗ bạn ấy. Ống thở của cậu đâu? Đừng nói là cậu quên ống thở nhé. Trang thôi có giật, nằm trên sàn mở mắt to nhìn tôi. Rồi bạn ấy chồm dậy, nắm lấy cổ áo tôi và hung hăng nói. Chỉ có Quang mới biết tôi hay quên ống thở thôi. Sao cậu giả vờ không quen tớ? Cậu cũng giả vờ lên cơn hen suyễn còn gì. Trang dùng 10 đầu ngón tay bấu mạnh vào cổ tôi, đau muốn chết. Tôi bị Trang bắt rồi. Chúng tôi học trung cấp 1. Chắc không hề giấu giếm gì, luôn sẵn sàng nói ra sự thật, rằng nhà mình giàu nhất lớp. Còn cái đứa nghèo như tôi thì không bao giờ muốn lại gần bạn ấy. Tôi đi mỗi một đôi giày quanh năm suốt tháng. Trang thay đổi một lúc 5 đôi trong cùng một tháng. Bố Trang đóng góp nhiều cho hội cha mẹ học sinh trường, còn tôi lúc nào cũng bị nhắc nhở đóng học phí. Tôi để tóc bù xù, hay ngồi giúp chồng góc, không có bạn. Trang thì năng nổ, không bao giờ tỏ ra thua sút. Lúc nào cũng có bạn vây quanh. Nhưng tôi nhớ bạn ấy không phàn nàn gì lúc được chuyển ngồi cạnh tôi. Chỉ lấy thước đánh vào tay tôi mỗi khi tôi định mượn một cái gì đó. Trang hay gọi tôi là Quang Lùn, vì lúc ấy tôi thấp hơn bạn ấy một chút. Lần đầu tiên bạn ấy lên cơn hen suyễn, tôi đang chuẩn bị ra về sau khi trực nhật. Trang nằm trên ghế đá, mặt trắng bệch, trông như con cá bị quẳng lên bờ. Tôi định chạy đi gọi người lớn thì Trang túm lấy vạt áo tôi, bảo tôi tìm cho cậu ấy cái ống thở đánh rơi mất. Tôi chẳng biết cái ống thở nó như thế nào, nên tôi cõng Trang chạy vào phòng y tế, vừa hét ầm lên gọi cô, vừa quay sang nắm tay Trang cho bạn ấy đỡ sợ. Hôm sau, Trang đến trường, đem theo cái ống thở và bảo tôi. Đây là cái ống thở, nhớ kỹ nhé. Thiếu cái này, tớ sẽ chết đấy. Rồi Trang chuyển cho tôi một hộp bút mới toanh và bảo tôi đó là quà của tôi. Vì tôi cứu sống bạn ấy. Kể từ đó tôi bị Trang bám theo mãi thôi. Bạn ấy bảo Quang Lùn tốt bụng, tớ thích chơi với Quang Lùn. Tôi chỉ thấy bạn ấy phiền toái, nhưng mỗi lần bạn ấy nắm tay hoặc là nắm vạt áo tôi cười ngốc nghếch, tôi lại chẳng nỡ rời xa và xua đi. Trang lên cơn hen suyễn nhưng lại hay quẳng ống thở tận đâu, lúc nào tôi cũng phải để ý để nhặt lại dù bạn ấy. Trang hay tự nhận mình giàu, nhưng chưa một lần đả động chê bai hoàn cảnh của tôi. Tôi định sẽ không học lên lớp 6 đâu. Và chẳng sớm thì muộn,
tôi cũng nghỉ, nhưng rốt cuộc đành phải nghỉ học sớm hơn. Vì một chuyện vớ vẩn, một đứa trong lớp đem theo cái máy tính đắt tiền của bố nó và làm mất. Chẳng nói chẳng rằng, nó lầm lì xuống chỗ tôi đòi lại cái máy tính. Tôi hiểu chuyện này không phải vì nó không ưa tôi, mà là vì tôi không khá giả. Tôi có thể đã trộm máy tính của nó. Có điều tôi không trộm, mà tôi cũng chẳng cãi được. Tôi chỉ ấm ức muốn khóc. Tôi cú gằn mặt xuống. Thằng nhóc kia liên tục ép buộc và rất hùng hồn rằng chỉ có tôi mới có thể ăn cắp máy tính của nó. Chàng ngồi bên cạnh tôi cũng im lìm. Chưa bao giờ tôi thấy bạn ấy im lặng như thế. Hơn cả sự vu khống của thằng nhóc ác ôn kia. Tôi thấy đau lòng vì Trang đã không tin tôi. Cứ như thế, tôi tự bước ra khỏi trường tiểu học mà không một lời chia tay hay là an ủi từ cô bạn cùng bàn. Lúc ra khỏi trường, tôi thấy Trang nắm tay bố bước đi, đôi mắt to như mắt mèo, lúc nào cũng chớp. Tôi gọi Trang, nhưng bạn ấy không thèm ngoảnh lại. Tôi đứng trơ vơ ở cổng trường, buồn đến ngẩn ngơ. Đó là lý do tôi kiên quyết không nhận ra Trang. Vì tôi nghĩ Trang chưa bao giờ muốn làm bạn với tôi như tôi muốn làm bạn với Trang. Quang bảo cậu ấy chưa từng quen tôi. Rõ vớ vẩn. Tôi không tin. Vì thế tôi quay lại mỗi ngày để làm phiền cậu ấy. Hai đầu chân mày của cậu ấy lúc nào cũng nhăn tít lại khi nghe tôi nói linh tinh chuyện ngày xưa. Rốt cuộc, tôi phải giả vờ lên cơn hen suyễn. Quang hấp tấp chạy lại ngay. Thế là dính bẫy. Quang lùn ngây thơ của tôi. Dĩ nhiên, cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu rồi. Nhìn sáng sủa, thông minh hơn hẳn hồi xưa. Cậu ấy tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi, nên tôi chờ khi Quang tan ca ở tiệm cà phê, rồi đi bộ phía sau, đuổi theo cậu ấy, chạy xe đạp phía trước. Đến ngã ba, tôi rẽ về nhà, còn cậu ấy đi tiếp. Ban đầu cậu ấy còn đạp xe chậm chậm, rồi thả bộ, dắt xe đi trước để tôi khỏi mệt khi phải bám theo. Được 3 ngày, khi tôi đang ngồi thu lu trước cửa quán chờ Quang, cậu ấy ngán ngẩm nhìn tôi và nói: "Thua cậu đấy, lên xe đi tớ trở về." Tôi hí hửng nhảy lên xe. Quang chở tôi chạy chậm chậm. Buổi tối gió nhiều, có lẽ cậu ấy nhớ tôi và gió không ưa nhau. Tôi ngồi sau yên xe, nắm vào vạt áo Quang, cảm thấy mình nhớ lại ngày xưa. Quang chở tôi về đến nhà rồi nói: "Đừng đi theo tớ nữa. Sao cậu giả vờ không quen tớ?" "Tớ không thích ôn lại chuyện cũ, thế thôi." "Đừng có dạo. Cậu nhớ tớ hay bỏ quên ống thở?" Quang thở dài rồi đạp xe đi mất. Ngày hôm sau, tôi không đến quán chờ Quang nữa. Tôi canh lúc cậu ấy chạy xe về đến ngã ba, nhảy ra chặn đường. "Sao cậu giả vờ không quen tớ?" "Cậu đứng đây từ lúc nào?" Quang ngạc nhiên nhìn tôi. "Từ chiều, tớ sợ cậu đổi ca, tránh mặt tớ." Tôi lập cập nói, gió đen quả thật không đùa được. Quang cau mày, rồi cởi áo khoác đưa cho tôi. Tôi xịt mũi, ương bướng nhìn cậu ấy. "Cậu không nói lý do, tớ không mặc." Quang cúi đầu chịu thua, choàng áo cho tôi. Cậu ấy ra hiệu cho tôi lên yên xe để cậu ấy chở. Quang nói cậu ấy không biết tôi nghĩ gì. Rõ ràng ngày xưa tôi đâu có muốn làm bạn với cậu ấy. Quang hiểu là tôi không muốn dây dưa với mấy đứa mang tiếng xấu, nên tôi không cần phải nhọc công giả bộ khi mình hối lỗi. Tôi nhảy xuống xe ngay sau khi nghe câu ấy, lăn một vòng trên đất, toác cả đầu gối. Quang hoảng hốt, thắng gấp, loạng choạng suýt ngã. Cậu ấy dâng mắt nhìn tôi hỏi: "Tôi có bị điên không? Bà làm thế?" Tôi cắn môi nói: "Hóa ra, cậu nghĩ tớ như thế à? Trông tớ có giống một đứa phản bạn không? Cậu thì hay rồi, suốt ngày giấu giấu diếm diếm, chịu đựng một mình, chẳng chia sẻ cho ai cả. Tớ không biết gì về cậu, suốt ngày phải đoán mò. Tớ biết cậu không ăn trộm ăn cắp gì, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ cậu nghèo mà phải xấu hổ. Nhưng mà cậu thì có đó, cậu lúc nào cũng tự xấu hổ đó." Tôi nói xong thì mắt đã ngấn nước, đành phải ngửa cổ lên trời để nước mắt đừng rơi xuống. Xong xuôi, tôi trả áo khoác cho Quang, tự đi bộ về nhà. Thật lâu sau, tôi mới nghe tiếng Quang đạp xe ngược trở lại ngã ba. Tôi lê cái chân dứa máu về đến tận nhà, nhưng chẳng nói chẳng rằng lên phòng, chùm chăn ngủ. Hôm sau, tôi không ra quán, cũng không đứng đợi Quang nữa. Nhưng được 2 ngày, tôi đâm ra bồn chồn, sợ cậu ấy lại lỉnh đi đâu mất. Rồi tôi không đuổi theo được nữa. Tôi đến, tôi đành phải ra ngoài, định đến quán nói chuyện với cậu ấy một lần nữa, cho ra nhẽ, thì thấy Quang đứng ngay ở ngoài cửa nhà tôi.
Cậu đứng đây từ bao giờ? Từ chiều. Hôm nay tớ được nghỉ. Quang nhìn vết thương trên gối của tôi. Đầu chân mày lại trao lại. Cậu ấy hỏi tôi có đi bộ được không? Tôi nói cũng được. Thế là chúng tôi lại thả bộ đi xuống dốc. Tối nay trời mát. Được một lúc Quang hỏi. Cậu không nghĩ là tớ trộm cái máy tính à? Tớ chưa bao giờ nghĩ vậy. Tớ muốn cậu nói rằng cậu không ăn cắp. Vì dù tớ đã nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng tớ không bao giờ nghĩ nghèo là một cái điều đáng xấu hổ, cậu vẫn cảm thấy tự ti. Tớ muốn chính cậu hiểu ra điều đó. Thế mà cậu cứ chết lặng đi. Còn tớ thì tức muốn chết. Sao cậu không nói với tớ? Tớ giận cậu đúng một ngày. Rồi ngày hôm sau cậu đã nghỉ học mất rồi. Cậu chưa bao giờ nói với tớ cảm thấy như thế nào. Cậu có vui không? Cậu có cảm thấy phiền không? Gia đình cậu ra sao? Cậu ghét tớ hay thích tớ? Cậu không nói gì cả, nhưng lại một mình chịu đựng hết những vất vả ấy. Tớ là bạn cậu. Vậy mà đến tận lúc cậu đi mất, tớ vẫn không biết rốt cuộc cậu đã cảm nhận như thế nào. Tôi nhớ Quang lúc còn nhỏ hay cau mày mỗi lần chạy loang quang theo cậu ấy, nhưng không bao giờ bảo tôi đi chỗ khác hay là làm cái gì để tôi buồn. Quang hiếm khi cười. Tôi cảm thấy cậu ấy có một sự ưu uất nào đó không thể giải bày. Tôi chỉ có thể nỗ lực làm cho cậu ấy thoải mái, để Quang hiểu rằng tôi hết sức quý cậu ấy, lúc nào cũng muốn chia sẻ cùng cậu ấy. Sau cùng tôi cũng hiểu, Quang mặc cảm, chúng tôi quá khác nhau. Mặc dù tôi đã cố gắng tiến đến gần, cậu ấy vẫn một mực khép kín, vì thế Quang bị nghi ngờ. Tôi không nói một lời, tôi chỉ ao ước sao cậu ấy có thể phá bỏ rào cản giữa chúng tôi, để tôi có thể đường đường chính chính xông vào đánh cái tên đáng ghét kia hộ cậu ấy. Đến tận lúc ra đi, tôi vẫn không đáp lại một tiếng gọi của Quang. Tôi nghĩ cậu ấy ghét mình. Tôi đã cúp học để đi tìm cái máy tính của thằng kia. Nó bỏ quên dưới sân trường mà nó lại đổ lỗi cho cậu. Tôi đem cái máy tính trả cho nó, rồi cắn nó hai cái. Tôi nói. Cậu cắn nó hả? Quang ngạc nhiên. Ừ, vì tớ đánh không lại nó. Tớ còn bắt nó xin lỗi cậu, nhưng cậu đã đi mất rồi. Quang phì cười. Chắc cậu ấy không biết, nên lúc đó cậu ấy không đẩy tôi ra xa. Tôi đã không chờ một ngày sau mới cắn thằng nhóc ấy. Có vẻ cậu chịu nhiều ấm ức nhỉ? Quang nói. Tôi mở mắt to nhìn cậu ấy. Ý nói, dĩ nhiên. Tôi còn định nói, bạn bè mà sao cứ phải giấu nhau chuyện buồn làm gì? Chia ra mỗi đứa gánh một nửa chẳng tốt hơn sao? Nỗi buồn của Quang, tôi rất sàng chịu chung mà. Nhưng cậu ấy xoa đầu tôi rồi bảo, nhà tớ ở cuối con đường này, hơi nhỏ một chút. Nhưng lúc nào cậu muốn thì cứ ghé. Giờ nhà tớ khá hơn rồi. Tớ vẫn đi học đều, không nghỉ. Còn gì nữa nhỉ? À, tớ không ghét cậu. Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi nói. Tớ xin lỗi đã xua cậu đi. Tớ cũng rất nhớ cậu. Tôi bỗng cảm thấy một chút tự hào, lại có chút xấu hổ. Trên hết là tôi cảm thấy ấm áp, như vừa được Quang quàng trong một chiếc khăn len vậy. Tôi nhe răng cười. Quang cứ hết gãi đầu gãi tai. Tôi nắm vạt áo của cậu ấy đung đưa. Rồi như hồi còn bé. Như thế này lại làm cho tôi nhớ lần đầu gặp Quang. Tôi lên cơn hen suyễn thì cậu ấy xuất hiện, rồi cứ thế vác tôi chạy vào phòng y tế. Rồi tôi nắm bàn tay nhỏ vừa nóng của Quang, cảm nhận yên tâm một cách lạ lùng. Lúc đó tôi nghĩ mình cũng sẽ nắm tay cậu ấy lúc cậu ấy bệnh. Có lẽ chỉ cần như thế thôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Trang đứng ở ngã ba vẫy tay liên tục cho tới khi tôi đi khuất bóng. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến cái lúc còn nhỏ, khi Trang đưa tôi một cái ống thở và nghiêm túc nói. Đây là cái ống thở, nhớ kỹ nhé. Thiếu cái này, tớ sẽ chết. Tôi đã hốt hoảng khi nghĩ Trang sẽ chết. Vì thế, tôi luôn tận tâm giữ gìn cái ống thở hộ Trang, như giữ sinh mạng của cậu ấy vậy. Tôi muốn chia sẻ cùng Trang khó khăn mà cậu ấy đang gặp phải. Đáng lẽ tôi nên hiểu Trang cũng muốn như tôi. Như thế, tôi quay mặt về cái phía bóng dáng nhỏ xíu của Trang, khẽ nói, cảm ơn cậu vì đã chia sẻ nỗi buồn với tớ.